Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của các dòng điện thoại Oppo tại thế động các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm có giá cao nhất ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ con Oppo Reno 4 Pro, một sản phẩm rất là mới của Oppo với giá là 11.990.000. Hiện tại đang có chương trình thu cũ đổi mới trợ giá được 500.000, góp 0% lãi suất, mua kèm phụ kiện giảm 20%. Đây, Oppo Reno 4 Pro, một sản phẩm rất là mới của Oppo bạn. Mới được bán cách đây vài hôm. Với camera. Rồi thì con này thì hiện tại là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB các bạn ha. Pin 4000. Qualcomm 720 8 nhân. Rồi một sản phẩm cũng rất là mới của Oppo đó là Oppo Reno 4, giá là 8.490.000. Thu cũ đổi mới trợ giá 500.000, góp 0% lãi suất, miễn phí bảo hiểm. Con này thì Qualcomm cũng 720GB luôn, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn ha. Con này thì nó sẽ có 4 camera phía sau, thiết kế cũng rất là đẹp đây. Các bạn phía trước thì một camera chính với độ phân giải 32MP và một camera phụ các bạn. Camera phụ đây chỉ là cái cảm biến AI thôi nha, chứ không phải là một cái camera để các bạn chụp ảnh nha. Rồi tiếp theo đây chúng ta sẽ có con Oppo Watch 41mm, giá là 5990. Cái con này thì của Sơn Tùng đeo các bạn, Sơn Tùng đeo trong cái MV có chắc kêu là đây nè. Mở ha. Thì con này thì nó có tác dụng là thông báo cho bạn về tin nhắn, cuộc gọi, nhịp tim, giấc ngủ, vân vân ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Oppo Reno 3, giá là 8.990.000. Hiện tại con này các bạn mua được giảm ngay tới 1,5 triệu luôn, cộng trả góp 0% lãi suất các bạn, miễn phí bảo hiểm nữa. Con này RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, đáng ký chạy con chip Helio các bạn ha. Oppo Reno 3. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có con Oppo A92, giá là 6.990.000 các bạn ha. Con này hiện tại các bạn mua sẽ được giảm ngay 500.000, trả góp 0% lãi suất. Oppo A92. Rồi cái con này thì hiện tại là nó pin nó 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh. Qualcomm 665, RAM 8GB, bảo nhớ trong 128GB các bạn ha. 4 camera phía sau. Rồi, tiếp theo là con phiên bản thấp hơn đó là Oppo A52, giá là 5.990.000. Cái con này hiện tại các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây A52, một chiếc máy màu trắng xanh. Rất là đẹp. Rồi con này thì hiện tại cũng pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh nha. Qualcomm 665, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Oppo A31 phiên bản RAM 4GB, giá là 4.490.000. Con này các bạn mua sẽ được giảm ngay 300.000, cộng trả góp 0% lãi suất. A31 RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ còn con Oppo A12, giá 3.690.000. Các bạn mua sẽ hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn. Đây Oppo A12. Con này RAM 4GB nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có con Oppo Reno 3 Pro, giá là 14.990.000. Khi bạn mua sẽ được giảm ngay tới 3,5 triệu, cộng góp 0% lãi suất luôn nha. Con này thì RAM 8GB, bộ nhớ trong 256GB, pin 4025mAh và có hỗ trợ sạc nhanh các bạn ha. Nó sử dụng một chip là Helio B95 8 nhân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Oppo A31 phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, giá là 5.290.000.
Con này các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cộng giảm được 500 ngàn các bạn ha. Oppo A12 phiên bản RAM 3GB giá là 2.990.000, khi các bạn mua sẽ được giảm ngay 300.000 từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 các bạn ha. Con này thì pin 4230mAh, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB các bạn ha. Helio B35. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại Oppo tại Thế Động trong tháng 8 này. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.